sự chồng chéo của hai không gian và thời gian. Trong lúc ngủ say thẩm nghị bên người đột nhiên nhiều ra cái xa lạ thiếu nữ. Lại là Hà Vũ Vũ trong tứ hợp viện. Từ đó, thẩm nghị trở thành xuyên qua tại hai phương thế giới đảo gia. Áo lông, nội y giữ ấm, mì tôm xúc xích. Bắt được trái tim thiếu nữ của Hà Vũ Vũ, đồng thời càng làm cho thẩm nghị kiếm được đầy bồn đầy bát. Tần hoài như đỏ mắt. Cổ trương thị gây chuyện lại xem thẩm nghị ẩn ở phía sau mạng, như thế nào thu thập tứ hợp viện chúng cầm. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Mộng cảnh cùng thực tế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong phòng trọ, thẩm nghị liên tục tăng ca suốt ba đêm đang ngáy ngủ. Đột nhiên, trong chăn ấm áp đột nhiên có thêm một vật thể xa lạ lạnh như băng mềm mại vù vù xúc cảm rất tốt nhưng chỉ là nhiệt độ quả thực có chút thấp để thẩm nghị không khỏi rùng mình rắn vào trong chăn đây là thẩm nghị mơ hồ trong đầu nhảy ra cái thứ nhất phỏng đoán thẩm nghị chỗ này gian phòng trọ chung quanh hoàn cảnh vẫn luôn không tốt lắm xuất hiện xà trùng xác suất tuy rằng không lớn nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng thẩm nghị đời này không sợ trời không sợ đất nhưng duy chỉ có rắn loại sinh vật này, làm cho thẩm nghị tránh như rắn rết. Đừng nói ông ở trong ngực, mà ngay cả ngày thường liếc mắt một cái, thẩm nghị đều sẽ sinh ra tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng khó chịu. Hiện giờ rắn rất có thể đều chui vào trong chăn, điều này làm cho thẩm nghị vốn nên buồn ngủ mười phần lập tức bừng tỉnh lại. run rẩy sốc gốc chăn lên, thẩm nghị toàn thân căng thẳng, đã làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Nhưng khi một gốc chăn hoàn toàn bị sốc lên, thẩm nghị ngay ngẩn cả người. Xuất hiện ở thẩm nghị trước mặt nào là cái gì rắn, rõ ràng là cái dung mạo thanh thuần nữ nhân. Thẩm nghị mẫu thai độc thân hơn 20 năm, ngoại trừ ở trên TV nhìn thấy những cái kia ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh, trong hiện thực hắn cũng chưa từng thấy qua tướng mạo như thế tiêu chí nữ nhân. Bệnh như Tây Tử Thắng ba phần, một đời khuynh thành trục bọt sống. Đây là ấn tượng đầu tiên của thẩm nghị đối với cô gái trước mắt này, hiển nhiên Lâm Đại Ngọc chuyển thế làm cho người ta nhìn không được muốn thương tiếc chỉ là cổ cảm xúc này vừa dâng lên đã bị thẩm nghị lập tức đè xuống để làm gì còn không phải bởi vì đầu năm nay án lừa đảo thường xuyên xảy ra đặc biệt là chuyện nam nữ càng là khu vực gặp nạn nặng nề đừng nói thẩm nghị căn bản cũng không nhận ra người phụ nữ trước mắt này cho dù là trong hiện thực đã kết hôn nói không chừng cũng có thể bị gán cho danh tiếng lưu manh thẩm nghị nhất cao gốc chăng nhìn một chút trên người mình quần áo phát hiện một kiện cũng không thiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm may mà không có gì xảy ra không trách thẩm nghị phải cẩn thận như thế thật sự là hoàn cảnh hiện tại quá mức phức tạp hoặc là nói là lòng người phức tạp không cho phép thẩm nghị không cẩn thận thất tiết là chuyện nhỏ nhưng nếu để lại chứng cứ cho đối phương trở tay kiện ngươi vậy thì hết đường chối cãi thẩm nghị ổn định tinh thần xác định lập tức không có tình huống bất lợi với mình, lúc này mới bắt đầu tự hỏi trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính mình chẳng qua là ngủ một giấc, như thế nào trong ngực lại mạc danh kỳ diệu nhiều ra nữ nhân đây. Trước kia nghe nói qua trên trời rơi xuống cái lâm mùi mùi, nhưng thẩm nghị không phải 16-17 tuổi tiểu hài tử, không có ngây thơ như vậy. Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù thật sự có, cũng không tới phiên hắn. Nhưng hôm nay sự thật liền bày ra trước mặt hắn, điều này làm cho thẩm nghị ngược lại là không rõ. Thẩm nghị ngẩng đầu nhìn chung quanh. Là nhà của mình, không sai. giường, bàn, các loại đồ điện, bố trí trong phòng cũng chưa từng thay đổi. Thẩm nghị ở trong gian phòng này ở hơn 3 năm, không có khả năng sẽ nhận làm phòng. Trong lúc mơ hồ, thẩm nghị quay đầu, hướng bên trong giường phương hướng nhìn thoáng qua, thẩm nghị ánh mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Dưới ánh đèn lờ mờ, giường gỗ sơn màu đỏ, Tủ quần áo cũ kỹ, còn có mặt tường dán đầy báo ố vàng. Đây là một gian phòng tràn ngập hơi thở thời đại. Hai căn phòng phong cách khác nhau giờ phút này lại nối liền với nhau, phản phất nguyên bản chính là một thể. Trước mắt hết thảy để thẩm nghị cảm thấy xa lạ, thậm chí là hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác. Thẩm nghị dụi dụi mắt, lần nữa mở ra, phát hiện vẫn là như thế. Lại nhìn không được dùng sức bóp bóp đùi của mình, đau đớn kịch liệt nói cho thẩm nghị trước mắt đây hết thảy cũng không phải là nằm mơ cũng không phải ảo giác mà là sự thật thật sự đã xảy ra nhưng thẩm nghị rõ ràng nhớ rõ chính mình trong giường đối ứng hẳn là một mặt tường trắng làm sao có thể đang êm đẹp lại toát ra một gian cũ kỹ gian phòng đến nơi này thẩm nghị ở suốt ba năm thời gian không có khả năng ngay cả này bộ phận trí nhớ đều xuất hiện vấn đề nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt không cho phép thẩm nghị không tin ngay tại thẩm nghị đầu óc loạn thành một đoàn thời điểm hắn không phát hiện bởi vì hắn nhấc lên góc chăn từng đợt khí lạnh theo khe hở chui vào trong chăn cũng chính bởi vì như thế để cho vốn bị vây ngủ say trạng thái nữ nhân dần dần tỉnh lại lông mi dài nhỏ rậm rạp hơi rung động sau đó là một đôi mắt to sáng ngời của tạp tư lan có lẽ là bởi vì ngủ say nhìn qua còn có vài phần mông lung ha vũ vũ mơ một giấc mộng cô mơ thấy mình sống trong một căn nhà lớn sang trọng ấm áp. Trong giấc mơ, cô không cần phải dựa vào cơ thể cuộn tròn để giữ nhiệt độ cơ thể, cũng không phải chịu đựng gió lạnh thổi qua cửa sổ cũ nát. Tất cả mọi thứ trong mộng, đối với Hà Vũ Vũ mà nói, có thể nói là gần như hoàn mỹ. giường lớn mềm mại, nhiệt độ bốn mùa như xuân, thậm chí trong mộng còn xuất hiện một người đàn ông đặc biệt xinh đẹp. Hà Vũ Vũ tự nhận mình không phải là bộ não yêu đương gì, lại càng không phải hoa si nhìn thấy đàn ông liền không bước nổi chân nhưng hà vũ vũ có thể khẳng định mà nói người đàn ông trong mộng này tuyệt đối là người có diện mạo đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời này so với anh trai hoặc là nói bất cứ người đàn ông nào trong đại viện đều tuấn mỹ hơn nhiều đáng tiếc duy nhất chính là thân thể xương cốt hình như không tính là cường tráng sắc mặt nhìn qua có vài phần mệt mỏi dáng vẻ hình thể cũng không giống như là cái có thể làm được khí lực sống người nam nhân như vậy nhìn còn tốt, nhưng công việc trong nhà ngoại nhà có thể trông cậy vào không được, cho nên Hà Vũ Vũ cảm thấy tương lai nếu như mình nói chuyện với đối tượng, nhất định sẽ tìm một nam nhân kiên định có thể chịu khổ, mà không phải giống như loại trước mắt này. Đáng thương thẩm nghị nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ mặc danh kỳ diệu bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân cho khinh bỉ. Hiện tại đại não của hắn đang ở trong thời gian chết, căn bản là vô tâm quan sát động tĩnh biến hóa chung quanh một nam một nữ, trời xuôi đất khiến dưới, dĩ nhiên đều không thể trước tiên phát hiện dị thương. Chương 02 Nam nữ xa lạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hà Vũ Vũ cảm nhận được hơi lạnh nơi ổ chăn mở miệng, nhìn không được trục đầu vào trong. Cũng chính động tác này đã khiến đầu Hà Vũ Vũ dán vào ngực thẩm nghị. Khi nhiệt độ cơ thể trên người thẩm nghị cùng với từng tiếng tim đập thùng thùng thùng, cách áo ngủ mỏng manh truyền tới trong tai Hà Vũ Vũ. Hà Vũ Vũ bối rối. Chẳng lẽ hiện tại nằm mơ cũng chú ý chân thật như thế sao? Hà Vũ Vũ vỗ vỗ đầu mình, muốn chủ động thoát khỏi mộng đẹp. Mộng tuy rằng tốt đẹp, nhưng hiện thực nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, Hà Vũ Vũ cũng không phải là cả ngày làm mộng công chúa ngốc bạch ngọt. Quá khứ gian khổ nhiều năm như vậy, đã sớm làm cho Hà Vũ Vũ hiểu được sự tàn khốc của hiện thực. Theo vỗ, cảm giác đau đớn trên đầu truyền đến, Hà Vũ Vũ lại phát hiện hết thảy trước mắt đều chưa từng biến hóa. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bên cạnh, tiếng tim đập vẫn quanh quẩn bên tai. Hà Vũ Vũ không tin tà gia tăng cường độ vỗ đầu, nhiều lần mở mắt, cũng vẫn là như thế. Một loại ý nghĩ khó tin đột nhiên từ trong đầu Hà Vũ Vũ nảy sinh. Hơn nữa theo lần lượt vỗ, loại ý nghĩ này cũng lại càng ngày càng rõ ràng chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ bên kia thẩm nghị đang sững sờ nhìn gian phòng bên trong giường suy nghĩ trong đầu cũng loạn thành một đoàn ký ức hơn ba năm đột nhiên xuất hiện sai lệch so với hiện thực tình huống như vậy bất kể là ai cũng sẽ rơi vào trong hoài nghi bản thân thậm chí thẩm nghị cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị người ngoài hành tinh cho bắt cóc nếu không trước mắt này hết thảy căn bản là không có biện pháp giải thích rõ ràng ở hơn 3 năm gian phòng, đột nhiên ở tường bên kia có thêm một gian xa lạ gian phòng, này bất kể là ai đụng phải đều muốn phạm mơ hồ đi. Ngay khi thẩm nghị cố gắng làm rõ suy nghĩ, lại bị động tỉnh đột nhiên xuất hiện trong ngực ảnh hưởng đến. Thẩm nghị cúi đầu, chỉ thấy trước mắt cái này xa lạ nữ nhân, đang giơ bàn tay một cái lại một cái tác ở trên trán của mình. Thẳng đến trán xuất hiện rõ ràng dấu đỏ, cũng không có dừng lại. Lúc thẩm nghị cúi đầu nhìn về phía cô, đôi mắt sáng ngời của người phụ nữ cũng nhìn về phía thẩm nghị bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không khí dần dần trở nên vi diệu thẩm nghị chưa bao giờ nghĩ tới một người trong ánh mắt dĩ nhiên có thể đồng thời xuất hiện vài loại bất đồng cảm xúc ngượng ngùng xấu hổ còn mang theo một tia tò mò đương nhiên nhiều nhất vẫn là sợ hãi trong hoàn cảnh xa lạ đây là phản ứng bản năng của nhân tính Mắt thấy ánh mắt Hà Vũ Vũ càng trừng càng lớn, cảm xúc cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ, Thẩm Nghị sao có thể không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, lúc này kịp phản ứng, lớn người tiến lên, bịt kín miệng Hà Vũ Vũ. "Cái kia, chúng ta có thể thương lượng một chút, trước không nên kêu loạn." Thẩm Nghị nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu hắn phản ứng chậm nửa nhịp, Hà Vũ Vũ giờ phút này chỉ sợ là đã hô lên tiếng. Phải biết rằng nơi Thẩm Nghị ở cũng không phải là biệt thự độc lập gì mà là căn hộ chung cư phổ thông, cách âm kém đó là nổi tiếng. Nếu thật sự tùy ý Hà Vũ Vũ làm âm ý một trận, đừng nói cùng tầng lầu, chỉ sợ là hàng xóm trên dưới vài tầng đều có thể nghe được động tĩnh. Hàng xóm có ý kiến vấn đề không tính là gì, nhưng nếu nửa đêm canh ba đem quan trị an đưa tới, vậy thẩm nghị liền thật sự xong nghe con. Trước không nói vấn đề quan hệ nam nữ có thể giải thích rõ ràng hay không, chỉ riêng hiện tượng dị thường trong phòng đã có thể khiến thẩm nghị nhận được chiếu cố đặc biệt bên kia bị thẩm nghị đặt ở dưới thân hà vũ vũ trừng mắt mặt mang sợ hãi nhìn trước mắt người đàn ông này hà vũ vũ hiện tại cũng là đầy đầu óc mơ hồ trạng thái chính mình bất quá là ngủ làm cái mộng như thế nào vừa mở mắt liền thành hiện tại bộ dáng này không chỉ có thân thể bị người áp chế mà ngay cả miệng cũng bị che lại điều này làm cho hà vũ vũ vốn rơi vào khủng hoảng càng thêm sợ hãi thế nhưng khí lực của mình không lớn bằng đối phương, Hà Vũ Vũ cho dù là dùng hết sức bú sữa cũng khó có thể giải thoát. Cảm nhận được người dưới thân kháng cự, thẩm nghị cũng biết vừa rồi hắn nói lời hoàn toàn là nói suông, đối phương căn bản liền một chút cũng không có nghe lọt. Mắt thấy đối phương chống cự động tỉnh càng lúc càng lớn, thẩm nghị cũng là có chút căm tức. Ngươi nếu còn nháo như vậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thẩm nghị vương ma trảo ra, cố ý quơ quơ trước người Hà Vũ Vũ, đồng thời hung tợn cảnh cáo. Thay vì chờ đối phương làm lớn chuyện, thẩm nghị cảm thấy còn không bằng mình chủ động trở về làm người xấu. Dù sao sự tình phát triển đến bây giờ, thẩm nghị cũng không trông cậy vào đối phương có thể coi hắn là người tốt đối đãi. Đôi khi, lời nói của người xấu tốt hơn nhiều so với người tốt. Quả nhiên, việc ác của thẩm nghị thành công đe dọa Hà Vũ Vũ khiến động tác vốn dãy dụa không ngừng của Hà Vũ dần dần không còn động tĩnh. Thẩm nghị nhìn Hà Vũ vũ một đôi tràn ngập vô tội mắt to, tiếp tục sắm vai người xấu nhân vật. Đợi lát nữa ta có thể buông ngươi ra, nhưng ngươi phải đáp ứng ta không được kêu loạn, nếu không ngươi đừng trách ta lạc thủ điêu hoa. Thẩm nghị nghe răng trận mắt, tận lực làm cho biểu tình của mình nhìn qua nhiều hơn vài phần dữ tận. Hà Vũ Vũ giờ phút này đã sớm lâm vào khủng hoảng bên trong, đối với thẩm nghị yêu cầu, nàng ngoại trừ gật đầu đáp ứng, nào còn có lựa chọn khác. Chương 03 Mộng cảnh trở thành sự thực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẩm nghị thấy ánh mắt Hà Vũ Thủy chớp chớp vài cái, lập tức cũng hiểu ý của nàng, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay che ở trên miệng Hà Vũ Thủy ra. Khi tay thẩm nghị hoàn toàn buông ra, phát hiện Hà Vũ Vũ cũng không có hành động quá khích, lúc này thẩm nghị mới thông thả đứng dậy. Mới vừa thoát ly khỏi sự áp bách của thẩm nghị, Hà Vũ Vũ ung ục lập tức đột nhiên ngồi dậy, đạp chân rụt về góc giường. Ta! Ta cảnh cáo ngươi, đừng săn bậy. Đại viện chúng ta buổi tối đều có chuyên gia tuần tra, chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi khẳng định chạy không thoát. Phản ứng đầu tiên trong đầu Hà Vũ Vũ chính là trong phòng có trộm, về phần tên trộm này là cướp tiền hay là cướp sắt, vậy thì nói không chính xác nàng một cái tiểu cô nương lúc nào trải qua như vậy trần nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình trong viện lại gặp phải như vậy nguy hiểm tuy rằng trong lòng sợ muốn chết nhưng hà vũ vũ vẫn đánh bạo tận lực không để cho mình biểu hiện quá sợ hãi về phần rốt cuộc có thể có tác dụng hay không hà vũ vũ không thể bảo đảm bất quá nàng cũng tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng phàm là phát hiện thẩm nghị có hành động nàng cho dù là liều mạng cũng muốn gây ra động tĩnh lớn hà vũ vũ rõ ràng chỉ cần đem những người khác trong đại viện đều đánh thức cuối cùng thẩm nghị khẳng định không dám đối với nàng thế nào thẩm nghị nhìn cô gái trước mắt đều là diễn cũng hoàn toàn hết chỗ nói tuy nói vừa rồi biểu hiện của hắn hơi có chút dọa người nhưng hắn nhìn qua thật sự giống người xấu như vậy sao ta nói cô nương chúng ta nếu không trước nhìn xem tình huống lại nói bây giờ là ngươi mạc danh kỳ diệu nằm ở trên giường của ta coi như là muốn báo cảnh sát vậy cũng có thể là do ta đến như thế nào làm giống như ngươi mới là người bị hại đồng dạng đâu thẩm nghị nhìn không được đối với hà vũ vũ liếc mắt một cái sống nhiều năm như vậy bị người coi như phạm nhân đối đãi vẫn là lần đầu tiên thẩm nghị tuy rằng trong lòng hơi có chút khó chịu nhưng hành động này của hà vũ vũ cũng là trợ giúp hắn loại trừ khả năng gặp phải tiên nhân nhảy tại sao bởi vì chỉ số thông minh của hà vũ đừng nói đi làm cái gì tiên nhân nhảy có thể cam đoan không bị người ta bán cũng đã xem như không tệ. Nhưng kế tiếp, vấn đề lại tới nữa. Nếu như không phải tiên nhân khiêu, vậy sẽ là cái gì đây? Đột nhiên xuất hiện nữ nhân, còn có mặt danh kỳ diệu gian phòng, trước mắt phát sinh hết thảy đều làm cho tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng thẩm nghị không có biện pháp lý giải. Bất quá cũng may tình huống bây giờ cuối cùng là bước đầu ổn định lại, mà tất cả vấn đề đáp án, phỏng chừng cũng có thể từ trước mắt nữ nhân này trên người lấy được đáp án. Hà Vũ Vũ bị Thẩm Nghị trào phúng một phen, theo bản năng muốn mở miệng tranh luận, nhưng khi tầm mắt của cô rời khỏi mặt Thẩm Nghị, Hà Vũ Vũ lại mơ hồ. Từ lúc mở mắt đến bây giờ, trong lòng Hà Vũ Thủy vẫn luôn căng thẳng, sợ mình gặp phải người xấu. Cho nên lực chú ý của Hà Vũ Vũ cũng đặt lên người Thẩm Nghị, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi. Hôm nay, khi nàng lần đầu tiên lưu ý đến hoàn cảnh bốn phía, tiểu não của Hà Vũ hoàn toàn không đủ dùng nệm mềm mại trang trí ấm áp cảnh tượng trước mắt chính là cảnh tượng cô vừa mới nằm mơ nguyên lai like không chỉ có là người mà ngay cả hoàn cảnh trong mộng cũng theo đó phục hiện hà vũ vũ không khỏi mặt đầy dấu chấm hỏi đây đây là đâu hà vũ vũ ngây ngốc nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đào càng mở càng lớn bộ dáng này cùng vừa rồi thẩm nghị phản ứng không khác nhau đi nào thẩm nghị vừa rồi còn trông cậy vào đối phương có thể cho hắn cái hợp lý giải thích, hôm nay xem ra như vậy, đối phương cũng cùng hắn kém không nhiều lắm, hai mắt một mặt khác, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng không thể đạt được đáp án mong muốn, bất quá có một điểm ngược lại có thể xác định. Đó chính là hắn trước mắt cũng không phải là bị người thiết cục. Không có nguy cơ trước mắt, trong lòng thẩm nghị cũng có thể thoải mái hơn một chút. Cái kia. Tình huống bây giờ ngươi cũng thấy, cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta tạm thời cũng không rõ hy vọng ngươi đừng làm ra hành động quá khích ta cũng không muốn vô duyên vô cớ gặp phải phiền toái trước mắt loại tình huống này thẩm nghị biết bao nhiêu có chút kỳ ảo một khi bị phơi bày ra ngoài thẩm nghị kế tiếp cũng đừng nghĩ tới cuộc sống an ổn làm không tốt an toàn cá nhân của mình đều sẽ bị ảnh hưởng hà vũ vũ đã trải qua vòng mộng ban đầu hôm nay ít nhiều cũng đã lấy lại chút tinh thần đây là nhà anh sao? Hà Vũ Vũ chỉ chỉ bộ phận ánh đèn sáng ngời trong phòng, cũng chính là bộ phận ban đầu khiến Hà Vũ Vũ hiểu lầm thành cảnh trong mơ này. Đối với Hà Vũ Vũ mà nói, phòng của thẩm nghị chính là tồn tại giống như cảnh trong mơ. Ấm áp, thoải mái, thoáng mát. Quay đầu lại nhìn gian phòng của mình, ngoài trường ngoài phòng lộ ra ánh sáng ma ma, chỗ nào cũng là một mảnh đen kịt, lộ ra một cổ lạnh như băng. Thẩm nghị nghe vậy, cũng gật gật đầu đồng thời thẩm nghị cũng theo ánh mắt hà vũ vũ nhìn về phía gian phòng bên giường xem tình hình gian phòng kia hẳn là chính là hà vũ vũ gian phòng chỉ là thẩm nghị không hiểu nổi một cái tiểu cô nương làm sao sẽ ở tại như thế cũ nát trong phòng ở thẩm nghị trong ấn tượng hắn chung quanh nữ sinh coi như không có công chúa phòng ít nhất cũng sẽ không quá kém cho dù là nông thôn điều kiện kém một chút cũng rất ít khi có hoàn cảnh đơn sơ như vậy lại nhìn căn phòng của Hà Vũ. Báo cũ dán trên mặt tường, khắp nơi còn có giọt nước lưu lại dấu vết, vừa nhìn liền biết ngày thường không ít trò mưa. Điều kiện cư trú như vậy, đừng nói nữ sinh, ngay cả hòa thượng trong miếu đổ nát cũng không bằng. Quả thực có chút kỳ quái. Chương 04 1962 Tứ Hợp Viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi là Thẩm Nghị, anh tên gì? thẩm nghị nhìn thấy hoàn cảnh cư trú của hà vũ vũ nhìn không được dâng lên một cổ tâm lý đồng tình đây không phải là đúng sai chỉ là đồng tình với kẻ yếu nhưng thật ra hà vũ vũ cũng không có bởi vì điều kiện cư trú của bản thân không tốt mà cảm thấy tự ti hoặc là oán giận từ nhỏ nàng đã học được độc lập sớm dưỡng thành tính cách kiên nghị đối với phòng thẩm nghị thoải mái chỉ có đơn thuần hâm mộ mà thôi ta tên là hà vũ vũ hạ vũ vũ vẫn có đầu rụt cổ ở góc tường dùng chăn che khuất thân thể mình mặc dù từ tình huống trước mắt mà xem nam nhân trước mắt không giống như là người xấu nhưng hạ vũ vũ vẫn không hoàn toàn buông lòng đề phòng người nói người tên là gì hạ vũ vũ trả lời làm cho thẩm nghị hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề tại sao bởi vì cái tên hạ vũ vũ này thẩm nghị không thể quen thuộc hơn mấy ngày nay thẩm nghị một mực theo đuổi một bộ phim truyền hình trong đó một nhân vật trong phim chính là hà vũ vũ đây cũng là nguyên nhân thẩm nghị kinh ngạc như thế thậm chí trong lòng cũng sinh ra một loại ý nghĩ thái quá nhất đổi lại bình thường cho dù là thẩm nghị nghe được cái tên này cũng sẽ chỉ coi là trùng hợp trùng tên trùng họ mà thôi nhưng tình hình trước mắt rõ ràng có đủ loại dấu hiệu không thể tưởng tượng nổi lúc này lại toát ra một nữ nhân tên là hà vũ vũ điều này làm cho thẩm nghị không thể không làm ra liên tưởng nhìn thấy hà vũ vũ gật đầu thẩm nghị hỏi tiếp đồng thời trong lòng cũng có vài phần kích động chỗ các ngươi bây giờ là mấy năm câu hỏi của thẩm nghị khiến hà vũ vũ cảm thấy khó hiểu thậm chí ánh mắt hà vũ vũ nhìn về phía thẩm nghị đều mang theo một tia thương hại rõ ràng có được một bộ đẹp mắt túi da không thể tưởng được đầu óc lại không thế nào tốt sử dụng uổng phí này bộ tướng mạo Nơi anh sống có phải là tứ hợp viện không? Thẩm Nghị hiện tại cũng không có thời gian đi suy đoán Hà Vũ Vũ cái đầu nhỏ trong hạt dưa rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ là muốn bức thiết chứng minh suy đoán của hắn rốt cuộc có phải là thật hay không. Nếu như tất cả thật sự đúng như hắn nghĩ, vậy thì trò đùa này của ông trời có thể mở rộng. Hà Vũ Vũ thấy Thẩm Nghị bộ dáng cấp bách, cũng thu hồi thương hại, hồi đáp. Năm nay là năm 1962. Chỗ chúng ta đúng là một tứ hợp viện. Những thứ này cũng không phải là chuyện riêng tư quan trọng, cho nên Hà Vũ Vũ cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến lừa gạt thẩm nghị. Nhận được Hà Vũ Vũ trả lời, thẩm nghị chỉ cảm giác đầu óc quanh một cái nổ tung. Hà Vũ Vũ. 1962. Tứ hợp viện. Nếu như nói một trong số đó chỉ là trùng hợp, như vậy hiện tại mấy loại tin tức này kết hợp lại thẩm nghị có thể hoàn toàn loại trừ khả năng tồn tại trùng hợp. Hà Vũ Vũ trước mắt chính là nhân vật trong một bộ phim truyền hình gần đây anh đang theo đuổi. Chính là trong Cầm Mãn Tứ Hợp Viện, em gái của nhân vật chính ngốc trụ, Hà Vũ Vũ. Cũng là nhân vật duy nhất trong Tứ Hợp Viện đầu óc coi như bình thường. Không thể tưởng được hôm nay Hà Vũ Vũ lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạn cảm thấy thế nào khi những nhân vật vốn chỉ tồn tại trên màn ảnh lại xuất hiện trước mắt bạn? thẩm nghị chỉ muốn nói nguyên lai mộng giới cái thuyết pháp này thật sự tồn tại thẩm nghị sững sờ đứng tại chỗ giống như người máy mất tín hiệu không nhúc nhích thẳng đến khi hà vũ vũ nhu, nhu nhu thanh âm truyền đến lúc này mới làm cho thẩm nghị thoát khỏi thất hồn trạng thái bây giờ tôi có thể trở về không từ trong cuộc trao đổi ngắn ngủi vừa rồi mặc dù thẩm nghị nhìn qua cũng không phải là người xấu nhưng bởi vì uy hiếp lúc trước hà vũ vũ đối với thẩm nghị vẫn có vài phần e ngại cô cũng không quên an toàn của mình bây giờ còn nằm trong tay thẩm nghị thẩm nghị nghe vậy từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần muốn trở về bất cứ lúc nào cũng có thể ta cũng không ngăn cản ngươi bất quá ngươi không tò mò ta nơi này là địa phương nào sao thẩm nghị hiện tại đã hiểu rõ một phần chân tướng hắn bức thiết muốn nhìn một chút khi hà vũ vũ biết được hết thảy về sau sẽ là như thế nào một bộ biểu tình Ai ngờ Hà Vũ Vũ căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đối với thẩm nghị vấn đề, Hà Vũ Vũ chỉ là trầm mặt một lát, lập tức tỏ vẻ cũng không có hứng thú, hiện tại nàng chỉ muốn sớm trở lại phòng của mình, thoát khỏi cục diện trước mắt. Điều này cũng làm cho tính toán của thẩm nghị rơi vào khoảng không. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng rất bình thường. Đối với thẩm nghị mà nói, không có uy hiếp về mặt nhân thân, cho nên lòng hiếu kỳ lớn hơn hết thảy nhưng đối với nước mưa thì sao nàng có thể an toàn hay không điều này hoàn toàn quyết định bởi thẩm nghị có phải là người tốt hay không dưới tình huống như vậy cho dù là có tâm lý tò mò cũng phải đợi đến khi bảo đảm an toàn cho bản thân nhận được thẩm nghị cho phép hà vũ hoa quả bất nhiên nhanh chóng từ góc giường đứng lên hướng căn phòng bên cạnh giường một cước bước tới không có một tiên ngăn cách cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào Hà Vũ Vũ giống như là từ một cánh cửa đi vào một cánh cửa khác, thuận theo tự nhiên trở lại gian phòng của mình. Đối diện giường, đồng dạng cũng là một cái giường. Bất quá trên giường Hà Vũ Vũ, không có tịch mộng tư mềm mại, cũng không có chăn đệm nhẵn nhụi, chỉ có lạnh thấu xương. Hà Vũ Vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong phòng, không khỏi rùng mình một cái. Lập tức nhanh chóng chui vào đệm chăn của mình, đáng tiếc mặt cho chăn dày hơn nữa, cũng vẫn không ngăn cản được hàng khí xâm nhập vừa rồi vẫn đợi ở bên kia còn không có cảm giác gì, hiện tại trở lại phòng mình, Hà Vũ Vũ ngược lại là có chút hoài niệm cảm thụ vừa rồi. Khó trách là hoàn cảnh trong mộng mới có, không giống với vị trí của cô lúc này. Thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chương không năm Thời gian qua đi 60 năm gặp nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm nghị đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn Hà Vũ Vũ hai ba bước về tới phòng của nàng không có bất ngờ, cũng không có một chút trở ngại. Hai gian phòng thời không khác nhau, giống như là hai cái hộp vuông, bị một cổ lực lượng kỳ dị khâu lại với nhau. Đi về phía trước một bước là 1962, lui về phía sau một bước lại là 203, không thể không nói loại cảm giác này thật sự kỳ diệu. Thẩm nghị vô cùng muốn tự mình cảm thụ hạ thân thập niên 1962 là cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy Hà Vũ Vũ một bộ đề phòng, thẩm nghị chỉ có thể tạm thời bỏ đi tâm tư thật vất vả mới bình phục lại cục diện, thẩm nghị không muốn lại gây ra mầm tai họa, vạn nhất làm cho Hà Vũ kinh hãi, gây ra động tĩnh vậy thì không vui. Về phần Hà Vũ, ngủ ở trong chăn lạnh như băng, mặc dù cùng giường thẩm nghị chỉ có khoảng cách bằng bàn tay, nhưng Hà Vũ Vũ chính là có thể cảm nhận được an ổn không giống nhau. Có lẽ đây chính là câu châm ngôn, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Điều kiện trong nhà mình dù kém, vậy cũng vẫn là một gia đình mà nhà người khác dù tốt, đó cũng không phải địa bàn của cô. Trốn ở trong chăn, bước chừng che có hơn 10 phút, Hà Vũ Vũ thân thể rốt cục là cảm nhận được chút ít ấm áp. Cái kia. Người rốt cục là ai a? À? Hà Vũ Vũ tuy rằng người trốn ở trong chăn, nhưng đối với tầm mắt thẩm nghị thường thường bay qua, vẫn tương đối mẫn cảm. Nàng có thể nhận ra được, thẩm nghị từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn quan sát nàng bên này phương hướng nói chính xác hơn là đang quan sát tình huống trong nhà cô điều này làm cho hà vũ vũ cũng có chút nghi hoặc không biết thẩm nghị rốt cuộc là có ý gì nói như thế nào nhỉ giải thích có lẽ sẽ có chút phức tạp người có thể cũng không quá tin tưởng rốt cuộc đợi được vấn đề thẩm nghị mỉm cười thu hồi tầm mắt hơn nữa cúi đầu nhìn về phía giường hà vũ vũ ta tên thẩm nghị vừa rồi đã nói cho ngươi biết dựa theo thời gian chúng ta ở đây mà tính Ta hiện tại chỗ là ba năm. So với niên đại của ngươi chênh lệch suốt 62 năm. Ý của ta ngươi có thể hiểu được sao? Ánh mắt Thẩm Nghị sáng quắc nhìn về phía Hà Vũ, Thẩm Nghị đã sớm muốn nhìn xem khi Hà Vũ Vũ biết được chân tướng sẽ là bộ dáng gì. Hôm nay có cơ hội, Thẩm Nghị đương nhiên không muốn bỏ qua. Khi Thẩm Nghị nói xong, Hà Vũ Vũ đem cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn. Đồng thời tầm mắt cũng hướng về Thẩm Nghị nhìn qua chỉ là hà vũ vũ trong ánh mắt cũng không có khiếp sợ ngược lại là tràn ngập thương hại nếu như nói trước đó hà vũ vũ là đang suy đoán thẩm nghị đầu không tốt lắm như vậy hiện tại hà vũ vũ đã có thể khẳng định sự thật chính là như thế người đàn ông thẩm nghị mà cô gặp đúng là một người đầu óc có vấn đề phàm là đầu óc hơi chút bình thường chút ít người đều nói không ra như thế mê sản coi như là các nàng trong đại viện vừa mới lên tiểu học bổng ngành cũng sẽ không như thế ấu trĩ này. 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 Ánh mắt kia của cậu có ý gì vậy? Không tin còn chưa tính, sao còn nhân tiện công kích chứ? Thẩm Nghị hoàn toàn không nói gì, hắn nghĩ tới khi Hà Vũ Vũ biết được chân tướng, có thể sẽ khiếp sợ, cũng có thể sẽ nghi ngờ. Nhưng duy chỉ không nghĩ tới Hà Vũ Vũ lại có bộ dáng như vậy. Không tin thì thôi, vậy mà còn nhân tiện nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn đặc biệt là ánh mắt thương hại của hà vũ vũ làm cho thẩm nghị cảm nhận được vũ nhục lớn lao cho dù ngươi không tin lời ta nói nhưng tình huống này chính là ngươi tận mắt nhìn thấy không thể nào là giả được nhìn những thứ ở chỗ tôi xem cậu cảm thấy với trình độ khoa học kỹ thuật ở chỗ các cậu có thể tạo ra được không hà vũ vũ theo hướng ngón tay thẩm nghị nhìn từng món đồ độc đáo trong phòng thẩm nghị trong lòng hà vũ vũ không khỏi có thêm vài phần ngờ vực vô căn cứ quả thật như thẩm nghị theo như lời như vậy mấy thứ này vừa nhìn cũng không phải là mặt hàng bình thường hà vũ vũ mặc dù không có lên đại học nhưng ít nhất cũng đọc qua không ít sách coi như là người có chút kiến thức không nói cái khác chỉ bằng thẩm nghị trên đỉnh đầu cái kia chén sáng bóng đèn cụ liền xa xa không phải trước mắt trên thị trường bình thường kiểu dáng có thể so sánh được lại càng không phải muốn nói trong phòng mặt khác một ít công nghệ cao sản phẩm đại đa số đồ vật hà vũ vũ căn bản ngay cả nhận cũng không ra theo thẩm nghị giới thiệu vẻ khiếp sợ trong lòng hà vũ thủy càng ngày càng dày đặc đồng thời hà vũ vũ cũng càng ngày càng tin tưởng thẩm nghị vừa rồi theo như lời nói cũng chính là thẩm nghị chỗ ở thời không đúng là hai lẻ hai ba năm như vậy một cái sự thật nếu không những thứ trước mắt này căn bản là không có biện pháp lấy lẽ thường giải thích hiện tại ngươi cuối cùng cũng tin rồi chứ thẩm nghị một lần nữa ngồi trở lại trên giường nhìn hà vũ vũ nói vì để cho Hà Vũ Vũ tin tưởng sự thật này, thẩm nghị vừa mới giới thiệu cho cô các loại đồ điện gia dụng trong phòng. Nếu như như vậy vẫn không thể làm cho Hà Vũ Vũ tin tưởng, vậy thẩm nghị cũng chỉ có thể là buông tha thuyết phục nàng. Chương 06 Cùng giường chung gối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một đêm này nhất định không ngủ Thẩm nghị có thử thuyết phục Hà Vũ Vũ tin tưởng lời của hắn, nhưng mà đến cuối cùng có thành công hay không ngay cả thẩm nghị cũng không rõ ràng lắm bởi vì về sau mặc kệ thẩm nghị nói như thế nào hà vũ vũ chính là không nói một lời thậm chí còn dùng chăn che đầu một bộ cự tuyệt câu thông thẩm nghị không có công năng đặc dị tự nhiên không có biện pháp xuyên thấu qua chăn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hà vũ vũ nên nói hắn đều giải thích qua về phần còn lại vậy thì xem hà vũ vũ mình tin hay không tin thẩm nghị này cũng không có biện pháp khống chế, lại càng không miễn cưỡng. Đã không có nói chuyện đối tượng, thẩm nghị lần nữa nằm đến trên giường. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi thẩm nghị nằm xuống thời điểm, hắn giống như cảm giác được cách vách hà vũ ổ chăn hơi chút trung động một chút. Khi thẩm nghị nhìn sang, lại không có động tĩnh. Thẩm nghị hai tay đặt ở sau ót, ngửa mặt nhìn đèn chùm trên nóc nhà. Suy nghĩ dần dần bay xa thẩm nghị hồi tưởng lại hắn này hơn 20 năm qua nhân sinh trải qua, từ đi học đến tiến vào công việc, vẫn luôn là cái thành thật thật người bình thường thiết lập. Thành tích học tập không tốt không xấu, thành tích công tác cũng không cao không kém, cũng may hắn kiên định chịu làm, cho nên mới có chỗ dung thân ở thành phố dưới chân này. Cho dù chỗ dung thân này chỉ là tạm thời cho thuê, nhưng ít nhất cũng coi như là có chỗ che gió che mưa, không phải sao? Thời kỳ đi học, thẩm nghị xem qua các loại tiểu thuyết cùng phim truyền hình, cũng từng làm xuyên qua thế giới mộng đẹp. Chỉ tiếc, những mộng đẹp này ở hắn tại bước vào xã hội, trải qua vài năm xã súc sinh hoạt quốc trôi về sau, đã sớm tan thành mảnh nhỏ. Mở mắt ra là công việc, ngay cả buổi tối sau khi ngủ làm mộng đều là tại tăng ca công tác, như thế dưới áp lực, thẩm nghị những năm này trôi qua giống như một cái xác không hồn. Không có xã hội và giải trí ngoài bản năng làm việc muốn nói thứ duy nhất cung cấp cho hắn tiêu khiển có lẽ chính là ngồi xe đi làm bớt chút thời gian xem phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết đi hôm nay hắn mặc dù không có giống trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng đạt được xuyên qua cơ hội nhưng cũng đồng dạng gặp thời không trùng điệp loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng không thể không nói đối với thẩm nghị mà nói đây quả thực giống như là đang nằm mơ cảm nhận được bên người bằng phẳng tiếng hô hấp còn có nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm nhát thẩm nghị biết. Đây không phải là mơ. Đây là sự thật thật sự đã xảy ra. Mặc dù giữa bọn họ cách xa nhau mấy chục năm thời không, nhưng giờ phút này bọn họ có thể nói là gần như trong gan tất, chỉ cần thẩm nghị muốn. Hắn thậm chí có thể đưa tay đến Hà Vũ Vũ bên kia thời không? Chỉ bất quá, cân nhắc đến dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, thẩm nghị không muốn bị người cho hiểu lầm thành lưu manh, chỉ có thể là kiềm chế trong lòng phần rung động kia thẩm nghị không biết mình ngủ lúc nào, càng không biết mình ngủ bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trong ngực lần nữa nhiều cái mềm mại ấm áp vật thể, có lúc trước tao ngộ, lúc này thẩm nghị không có quá mức kinh hách. Mở mắt ra, xuất hiện trong tầm mắt thẩm nghị vẫn là khuôn mặt kiên nghị tuyệt mỹ kia. Không phải mưa thì là ai? Thẩm nghị nhớ rõ tối hôm qua Hà Vũ Vũ rõ ràng là bọc ở trong chăn của mình, mặc cho hắn nói như thế nào chính là không có nửa điểm động tĩnh. Không ngờ vừa tỉnh lại, Hà Vũ Vũ lại chủ động chui vào ổ chăn của hắn, còn không rõ vì sao cùng mình trong lòng hắn. Điều này làm cho thẩm nghị độc thân hơn 20 năm, lập tức trở nên lúng cuốn tay chân. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại lúc này hắn là chủ động cho Hà Vũ Vũ đánh thức, nhưng là độc thân hơn 20 năm hắn, lại phi thường thích trong ngực nhiều cá nhân cảm giác, điều này làm cho thẩm nghị do dự. Ngay tại thẩm nghị không biết nên xử lý như thế nào thời điểm nguyên bản rụt ở trong lòng hắn hà vũ vũ đột nhiên có động tỉnh thẩm nghị vội vàng nhắm mắt lại giả vờ còn đang ngủ quả nhiên ngay khi thẩm nghị vừa nhắm mắt lại hà vũ vũ đã tỉnh hà vũ vũ đã quen mỗi buổi sáng bị đông lạnh đánh thức mở mắt ra trước tiên liền cảm nhận được ấm áp vây quanh thân thể cô vẫn như cũ là cùng đêm qua sau khi tỉnh lại phản ứng không kém nhiều lắm hà vũ vũ bị dọa nhảy dựng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt thẩm nghị mặt hà vũ vũ lập tức đỏ bừng đêm qua từ thẩm nghị trong ngực tỉnh lại hà vũ vũ lúc ấy là cho là mình đang nằm mơ thế nhưng hiện tại bên ngoài đã hừng đông hơn nửa lúc trước thẩm nghị cho nàng giải thích nhiều như vậy trong lòng hà vũ thủy đã sớm tin hết thảy những gì thẩm nghị nói hôm nay phát giác mình lại một lần ngủ vào trong ngực thẩm nghị hà vũ vũ làm một cô nương còn chưa lập gia đình tự nhiên sẽ cảm thấy thẹn thùng về phần nguyên nhân dẫn đến kết quả này, có phải thẩm Nghị chủ động lôi kéo cô hay không? Điểm này Hà Vũ Vũ ngược lại là chưa bao giờ hoài nghi qua, bởi vì nàng biết chính mình có ngủ không thành thật tật xấu, quá khứ cũng không ít từ trên giường ngủ thẳng xuống đất. Hôm nay giường của nàng cùng thẩm Nghị cơ hồ là dán cùng một chỗ, nàng sau khi ngủ lăn qua, kia quả thật là dễ dàng. Nói đến đây, Hà Vũ Vũ đến bây giờ mới phát hiện giường của mình cùng giường của thẩm nghị ở giữa thật sự là một chút khe hở cũng không có. Nói cách khác, nàng hiện tại cùng thẩm nghị có thể nói là ngủ ở trên cùng một cái giường cũng không quá đáng. Đây không phải là trên thực tế cùng giường chung gối sao. Chương 7 Bắt được chân tướng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hà Vũ Vũ ngẩng đầu nhìn thẩm nghị. Phát hiện thẩm nghị vẫn chưa tỉnh, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cũng may bộ dạng xấu hổ của mình không cho người ta nhìn lại, hiện tại chỉ cần động tác của nàng nhỏ một chút, chậm rãi chuyển trở lại giường của mình, vậy chuyện hôm nay cũng sẽ không có người biết. Nói lầm là làm, Hà Vũ Vũ đỏ mặt, chậm rãi thoát khỏi ngực thẩm nghị. Lại sốc chăng lên, từng chút từng chút dịch về phía giường mình. Cùng lúc đó, Hà Vũ Vũ còn thường thường nhìn về phía thẩm nghị, muốn tùy thời quan sát thẩm nghị có tỉnh lại hay không cho đến khi hà vũ vũ trở lại ổ chăn của mình lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo hoàn hảo không có bị phát hiện hà vũ vũ cả người đều núp ở trong chăn của mình mặc dù trong chăn lạnh như băng nhưng hà vũ vũ vẫn cảm thấy mặt cháy lợi hại giờ phút này nàng không cần soi gương cũng biết mặt của nàng hiện tại nhất định là đỏ có thể chảy máu lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô ở gần người khác phái như vậy thậm chí có thể nói là cùng giường chung gối, điều này làm cho Hà Vũ Vũ vẫn là cô nương làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Quá trình tuy rằng ngượng ngùng, cũng may ngoại trừ bản thân nàng ra, cũng không có người khác biết được. Chỉ là Hà Vũ Vũ không biết là, nhất cử nhất động của nàng từ đầu tới cuối đều không có tránh khỏi ánh mắt của thẩm nghị. Dù sao thẩm nghị cần phải tỉnh sớm hơn cô, chỉ là vì tránh cho xấu hổ, lúc này mới tiếp tục giả bộ ngủ tiếp. Hà Vũ Vũ đồng tỉnh thẩm nghị là nhất nhất nhìn ở trong mắt thậm chí trên đường có vài lần thẩm nghị thiếu chút nữa cũng sắp nhìn không được cười ra tiếng không phải nói thẩm nghị cười điểm quá thấp thật sự là thẩm nghị không nghĩ tới hà vũ vũ dĩ nhiên cũng sẽ có như thế đáng yêu một mặt sự hiểu biết của thẩm nghị đối với hà vũ vũ đều là thông qua diễn viên trong phim truyền hình trước đây hôm nay nhìn thấy hà vũ chân chân thật thật thẩm nghị lúc này mới hiểu được diễn viên tốt đến đâu cũng không diễn ra được đặc sắc của mỗi người đặc biệt là Hà Vũ Vũ, vốn phân cảnh trong phim vốn không nhiều, tính cách người thiết lập triển lãm cũng không đủ toàn diện. Hôm nay có cơ hội như vậy, Thẩm Nghị đương nhiên muốn có nhiều hiểu biết hơn. Bất quá, vừa nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Hà Vũ, Thẩm Nghị cũng không sốt ruột. Dù sao với tình hình hiện tại, hắn cùng Hà Vũ Vũ nhất định còn có thể tiếp tục bảo trì hiện trạng, có duyên phận không thể dứt bỏ. Hai cái cách xa nhau rộng đã 60 năm năm tháng xa là nam nữ đều tự ngủ ở trên giường của mình trong đầu ý nghĩ cũng là xuất kỳ nhất trí đều muốn dựa vào ăn mặc ngủ chờ đối phương rời giường trước cuối cùng vẫn là hà vũ vũ trước một bước kiên trì không nổi lúc này mới đỏ mặt từ trong chăn chui ra đây cũng không phải nói hà vũ vũ định lực không được mà là so sánh với thẩm nghị hà vũ vũ thời gian càng thêm trân quý dù sao nàng bây giờ hết thảy đều phải dựa vào chính mình hai tay lao động mới có thể kiếm được hơn nữa lấy hiện tại năm nay muốn sinh tồn tiếp, đầu tiên công tác khẳng định là không thể mất. Nếu đi muộn, không biết sẽ xảy ra thiêu thân gì. Với điều kiện mưa như thế nào, cô không thể chịu nổi bất kỳ biến cố nào. Hà Vũ Vũ trốn trong chăn mặt quần áo tử tế, lại lặng lẽ xuống giường, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân lên, lúc tới cửa, Hà Vũ Vũ còn cố ý nhìn thoáng qua thẩm nghị. Phát hiện thẩm nghị vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Ôi, Mưa, sao hôm nay dậy muộn thế? Hà Vũ Vũ chân trước vừa ra cửa, đã bị thanh âm cách đó không xa truyền đến làm cho hoảng sợ. Hà Vũ Vũ giống như là tiểu hài tử ăn vụng kẹo, bị người ta bắt ngay tại chỗ, sắc mặt bá một cái trực tiếp đỏ đến bên tai. Thì ra là chị Tần. Chào buổi sáng. Hà Vũ Vũ cầm trong tay cái cốc đánh răng sơn trắng, sắc mặt đỏ bừng chào hỏi Tần Hoài Như. Nhà Tần Hoài Như và Hà Vũ Vũ đối diện nhau tất cả mọi người ở trung viện ngày thường cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn tần hoài như trước không nói nhân phẩm bản thân như thế nào ít nhất ở trong đại viện thanh danh của nàng vẫn luôn cũng không tệ lắm chẳng qua ấn tượng của hà vũ vũ đối với tần hoài như vẫn luôn không tốt lắm về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản còn không phải bởi vì tần hoài như cùng hà vũ vũ đại ca ngốc trụ ở giữa những chuyện vớ vẩn kia ngốc trụ là anh ruột của hà vũ vũ sau khi phụ thân hà đại thanh rời nhà trốn đi vốn nên đảm đương trách nhiệm của đại gia trưởng mới đầu ngốc trụ làm cũng tạm được tuy rằng chưa nói tới chu đáo nhưng ít nhất cũng có thể xứng đáng hà vũ thủy gọi hắn một tiếng ca nhưng từ sau khi ngốc trụ và tần hoài như thông đồng với nhau tất cả đều thay đổi ngốc trụ trở nên không hề quản hà vũ thủy sống chết thậm chí còn đem chút tiền tài phụ thân hà đại thanh lưu lại toàn bộ thu gom qua một chút cũng không cho hà vũ thủy lưu lại Dùng lời của Ngốc Trụ mà nói, đó là cố ý giữ lại cho Hà Vũ Vũ, tương lai làm của hồi môn. Hiện tại số tiền này do đại ca hắn thu trước, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Theo Hà Vũ Vũ biết, chút tiền Hà Đại Thanh để lại đã sớm bị Ngốc Trụ trợ cấp vào túi Tần Hoài Như. Không chỉ như thế, ngay cả tiền lương của Ngốc Trụ cũng đều giao toàn bộ cho Tần Hoài Như. Từ đầu đến cuối, Tần Hoài như ngoài mặt mặc dù không trực tiếp nhúng tay vào chuyện giữa Hà Vũ Vũ và Ngốc Trụ, hai huynh muội bọn họ. Nhưng Hà Vũ Vũ cũng không phải kẻ ngốc, anh ngốc của cô trước sau biến hóa to lớn như thế, muốn nói trong này không có trò đùa của Tần Hoài như, có quỷ mới tin. Chương 08 Hà Vũ Thủy gian Khổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đều nói hài tử nhà nghèo sớm quản gia, lời này một chút cũng không giả. Không cha không mẹ, thân đại ca lại là bạch nhãn lan hà vũ vũ không nơi nương tựa muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể nghĩ cách để cho mình trở nên độc lập kiên cường cho nên lúc trước hà vũ vũ còn đang đi học chỉ có thể dựa vào hai tay của mình làm công kiếm tiền không chỉ phải kiếm đủ học phí còn phải chống đỡ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của cô vài năm trôi qua hà vũ vũ đã sớm hoàn thành lột xác hiện tại khi cô ở chung với người khác tuy rằng vẫn tươi cười đón chào một bộ tư thái thỏ trắng nhu nhược nhưng trên thực tế sự đề phòng trong lòng hà vũ thủy cao hơn bất cứ ai đây cũng là nguyên nhân tối hôm qua thẩm nghị bị hà vũ vũ phòng bị như thế hai nữ nhân tâm tư khác nhau vây quanh hồ nước đều tự rửa mặt ngoại trừ lúc đầu chào hỏi sau đó không ai nói gì tần hoài như có thể nhận ra hà vũ vũ có chút khác thường nhưng cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề Cuối cùng chỉ có thể là mang theo một bụng nghi vấn vào phòng của mình. Hà Vũ Vũ nhìn về phía cửa giả gia. Đợi sau khi thân ảnh Tần Hoài như biến mất, Hà Vũ Vũ nắm chặt thời gian rửa mặt, đơn giản dọn dẹp một phen, cũng không trì hoãn trực tiếp trở về phòng. Đi vào trong phòng, Hà Vũ Vũ trước tiên liền đi vào trong phòng, nhìn về phía giường. Khi phát hiện bóng người còn đang ngủ trên giường bên cạnh, Hà Vũ Vũ trong nháy mắt kiên định không ít. Thu dọn xong giường, Hà Vũ Vũ bọc áo thật dày, lúc này mới chính thức ra cửa. Đồng dạng, sau khi ra cửa, Hà Vũ Vũ vẫn để lại cho Thẩm Nghị. Kéo kẹt. Theo tiếng đóng cửa truyền đến, Thẩm Nghị ung ụt một cái, từ trên giường ngồi dậy. Vì không để cho lẫn nhau xấu hổ, Thẩm Nghị cũng là đem hết toàn lực. Nếu Hà Vũ Vũ động tác lại chậm một chút, Thẩm Nghị đoán chừng đều sắp giả không nổi nữa. Ngồi ở trên giường đợi chừng 10 phút, xác nhận tốt hà vũ vũ phòng bên kia không có động tĩnh thẩm nghị lúc này mới bắt đầu rời giường bất chấp rửa mặt thẩm nghị trước tiên đi tới hai cái giường khoảng cách chỗ nơi này chính là chỗ trùng điệp của hai thời không xuyên thấu qua thẩm nghị quan sát cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào hắn cùng hà vũ vũ bên kia giữa hai cái thời không giống như là hoàn toàn không có ngăn cách đồng dạng một chút cũng nhìn không ra khoảng cách đến nếu không là hai cái giường vừa vặn kẹt ở chỗ này có lẽ thẩm nghị căn bản liền không có biện pháp phân biệt hai bên thời không thẩm nghị chậm rãi vương tay đi về phía trước quả nhiên không có bất kỳ trở ngại thẩm nghị tay không có gì bất ngờ sợ tới hà vũ vũ mép giường xác nhận sẽ không có nguy hiểm về sau thẩm nghị lúc này mới yên tâm toàn bộ thân thể đều xê dịch đi qua thuận lợi trong dự liệu chỉ là vừa mới tiến vào hà vũ vũ gian phòng liền để cho thẩm nghị mãnh liệt trùng mình một cái. Lạnh quá. Loại đông lạnh xương. Thẩm nghị tự nhận là rất có thể chống lạnh, nhưng đột nhiên đi tới phòng của Hà Vũ Vũ, thẩm nghị vẫn bị đông lạnh không nhẹ. Thẩm nghị hiện tại trên người chỉ mặc một thân đơn bạc áo ngủ, thân ở hoàn cảnh như vậy, tự nhiên là chịu không nổi đông lạnh. Hoàn cảnh như vậy, cũng không biết Hà Vũ Vũ rốt cuộc làm sao ngủ được. Thẩm nghị nhìn không được nói thầm một câu thẩm nghị thân ở khu bình nguyên mùa đông bình thường thấp nhất cũng chỉ khoảng không độ trong phòng dưới tình huống bình thường đều có thể có hơn mười mấy độ hơn nữa hiện tại chỗ nào đều là điều hòa nếu không là mỗi ngày đi làm trên đường đến bị đông lạnh thẩm nghị chỉ sợ là đã sớm quên mùa đông là cái dạng gì hôm nay cảm nhận được nhiệt độ trong phòng hà vũ vũ thẩm nghị lúc này mới hiểu được bộ dáng chân chính của mùa đông dưới nhiệt độ như vậy đừng nói là ngủ phỏng chừng uống chén nước cũng có thể uống được một ngụm đá vụn. Hà Vũ Vũ là một tiểu cô nương, có thể sống trong hoàn cảnh như vậy nhiều năm như vậy, ngẫm lại quả thật rất không dễ dàng. Theo lý thuyết bốn thành mùa đông tuy rằng lạnh, nhưng cũng không đến mức làm cho nhiệt độ trong phòng đều thấp đến trình độ như thế. Trong khoảng thời gian này điều kiện sinh hoạt của người bình thường tuy rằng đều không tính là tốt, nhưng công cụ sưởi ấm cơ bản hẳn là vẫn có trong đó đơn giản nhất sưởi ấm thiết bị chính là bếp gas. Đồ chơi này tuy rằng so sánh không được điều hòa, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên đến không, như vậy ít nhất không cần lo lắng trong phòng khắp nơi đóng băng. Thẩm nghị ở Hà Vũ Vũ trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng ở góc phát hiện một cái rơi đầy tơ nhện bếp gas, nhìn qua đã là đã lâu không dùng qua. Trừ lần đó ra, toàn bộ gian phòng còn có một cái giường cùng một cái củ nát gỗ liêm tủ quần áo cái khác liền không có gì hay để nói, mà ngay cả sinh hoạt vật phẩm đều ít đến đáng thương. Điều kiện ở nhà như vậy, nhìn qua một chút cũng không giống khuê phòng của tiểu cô nương, chỉ sợ ngay cả hán tử cũng so ra kém. Điều kiện thật sự là quá kém. Thẩm nghị ở trong phòng dạo qua vài vòng, không phát hiện cái khác chỗ đặc biệt, cũng liền không có tiếp tục ở lại hứng thú. Ngoài cửa là 49 thành 562, thẩm nghị đối với chuyện này tự nhiên là đặc biệt tò mò nhưng lòng hiếu kỳ so với sự an toàn của bản thân, vậy thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hiện tại biết được hắn thẩm nghị tồn tại, chỉ có Hà Vũ Vũ một người, nhưng nếu là hắn bước ra cái cửa này, vậy thì không có biện pháp bảo đảm. Không thân phận, không người quen, thẩm nghị đối với 62549 thành mà nói, hoàn toàn chính là cái hắc hộ. Phải biết rằng bây giờ là năm 62, trên dưới cả nước không ít địa phương đều còn tồn tại nhân viên địch hậu đặc biệt là trong tòa thành bốn chính dưới chân này lại càng nắm chặt thẩm nghị chỉ sợ là chân trước vừa đi ra tứ hợp viện chân sau sẽ bị người cho đè lại đưa đi có liên quan bộ phận điều này một chút cũng không khoa trương chương không chính tần hoài như muốn giới thiệu đối tượng bạn đang nghe tại truyện chấm audio khi trời tối ha vũ vũ cả người mệt mỏi trở lại tứ hợp viện vừa mới tiến vào trung viện lại đụng phải Tần Hoài như đang giặt quần áo bên cạnh hồ. Hà Vũ Vũ cũng không biết Tần Hoài như như thế nào mỗi ngày đều có nhiều quần áo phải giặt như vậy. Mấy người cổ gia kia, phản phất quanh năm suốt tháng đều có quần áo giặt không hết. Mưa đã trở lại. Từ, Chị Tần Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Tần Hoài như, Hà Vũ Vũ cũng không thể đưa tay đánh người. Chỉ có thể nhẫn nại nói xấu với đối phương một phen. Sau khi khách sáo vài câu, tần hoài như cuối cùng cũng chuyển đề tài tới điểm mấu chốt thời gian trước anh trai em tìm được anh muốn anh nói chuyện hôn sự với em việc này anh ấy có nói với em không tần hoài như buông quần áo trong tay xuống lau khô bọt nước trên tay như cười như không nói với hà vũ vũ nói hôn sự cho ta hà vũ vũ nhíu mày không rõ trong hồ lô tần hoài như rốt cuộc bán thuốc gì tuy rằng nàng cùng ngốc trụ là thân huynh muội nhưng quan hệ thật sự là không tính là tốt, những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Tần Hoài Như cùng ngốc trụ đi gần như vậy, còn có thể không biết sao. Hiện tại Tần Hoài Như nói cho cô biết, anh trai muốn kết hôn với cô, lời này nghe thế nào cũng không đáng tin. Tôi còn nhỏ, chỉ muốn làm việc vài năm kiếm chút tiền, nói chuyện đối tượng tạm thời không suy nghĩ. Tuy rằng tạm thời không nghĩ ra ý định của Tần Hoài Như, nhưng theo bản năng Hà Vũ Vũ không muốn dính dáng đến Tần Hoài Như vì thế quyết đoán lựa chọn cự tuyệt với tuổi tác hiện tại của cô tuy nói đã đến lúc có thể bàn hôn luận gã nhưng cho dù là đối tượng hà vũ vũ cũng không muốn mượn tay tần hoài như lại càng không muốn nợ ân tình của tần hoài như mấy năm nay nếu không phải tần hoài như can thiệp cô và anh ruột ngốc trụ trong lúc đó cũng sẽ không nháo đến không thoải mái lại càng không đến mức trải qua nhiều năm khổ cực như vậy cuộc sống nghèo túng của hà vũ vũ gần như có thể nói là do một tay Tần Hoài Như thúc đẩy. Hiện tại Tần Hoài Như tới nói muốn hảo ý giới thiệu đối tượng cho cô, Hà Vũ Vũ tự nhiên là sẽ không tin. Có quỷ mới biết Tần Hoài Như sau lưng có ý xấu gì chứ. Tuy rằng không biết mục đích của Tần Hoài Như, nhưng thêm một phần đề phòng cuối cùng cũng tốt, tiết kiệm tương lai không hiểu sao bị bán đi. Mưa à, nghe tỷ khuyên một câu, nữ nhân phải sớm tìm cho mình một gia đình tốt, nếu không chờ tương lai lớn tuổi đến lúc đó hối hận sẽ không còn kịp nữa. Ngươi nhìn ta xem, mười mấy tuổi đã gả vào giả gia, lúc tỷ bằng tuổi ngươi, bỗng ngành cũng đã mang ở trong bụng. Bây giờ nếu ngươi không gấp, chờ đến khi ngươi biết mình gấp thì đã muộn rồi. Tần Hoài như tiến lên nắm tay Hà Vũ Vũ trong ngực, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Bộ dáng kia, giống như Tần Hoài như chính là chị ruột của cô. Nếu như không phải Hà Vũ Vũ hiểu rõ Tần Hoài như, Đổi lại là những người khác chỉ sợ đã sớm bị lòng nhiệt tình của Tần Hoài Như làm cho cảm động. Đáng tiếc, nhiều năm qua, Hà Vũ Vũ đã sớm nhìn thấu sự dối trá của Tần Hoài Như. Mặc cho Tần Hoài Như lưỡi rực rỡ như thế nào, Hà Vũ Vũ vẫn không muốn nhả ra. Cuối cùng lại tránh khỏi tay Tần Hoài Như, sau khi vội vàng nói xin lỗi, Hà Vũ Vũ trực tiếp xoay người trở về phòng. Nhìn bóng dáng Hà Vũ rời đi, Tần Hoài Như vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt cho đến khi cửa hà vũ vũ bùng một tiếng đóng lại, nụ cười trên mặt tần hoài như lúc này mới dần nhạt đi. Hơn nữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, treo lên một tầng sương lạnh. Không biết tốt xấu. Tần hoài như nhỏ giọng nói thầm một câu. Sau đó khuôn mặt u ám, tiếp tục trở lại bên cạnh hồ giặt quần áo. Chỉ là không giống lúc trước, lúc này tần hoài như giặt quần áo rõ ràng dùng sức không ít. Tắm giặt ủi cha sát, xèo xèo, vang lên rất rõ ràng đây là trong lòng nghẹn tức. Ôi, chị Tần, lại đang giặt quần áo a. À? Ngay tại thời điểm Tần Hoài như nghẹn một bụng lửa, cửa trung viện truyền đến một giọng nam nhân. Ngay sau đó là một trận mùi dầu xông vào mũi. Tần Hoài như ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đã biết đó là ngốc trụ trở lại. Sao hôm nay về muộn vậy? Tần Hoài như không hổ là bậc thầy trà nghệ chuyên nghiệp, luận về công phu biến sắc mặt, cô nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Vừa rồi vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, tại biết được ngốc trụ đã trở lại về sau, nhất thời liền trở nên vui vẻ ra mặt. con thuận tay nhận lấy túi lưới hai hộp cơm từ tay ngốc trụ. Động tác này, trơn như thế, quả thực là liền mạch lưu loát, vừa nhìn liền biết ngày thường sẽ làm không ít. Đợi lát nữa tới nhà anh, anh hâm nóng cho em hai món. Tần hoài như dán vào lỗ tai ngốc trụ, mềm mại nhỏ nhẹ nói bộ dáng lê mê này khiến trái tim ngốc trụ cũng sắp tan biến. Cầm đồ ăn người khác mang về, quay đầu lại mời người khác ăn cơm. Có thể đem vô sĩ làm được thuận theo tự nhiên như thế, toàn bộ tứ cửu thành chỉ sợ cũng chính là tần quả phụ một nhà. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngốc trụ còn ăn bộ dạng tần hoài như này. Mấy năm nay, nếu không là từ trên người ngốc trụ ép được dầu, tần hoài như chỗ ở cổ gia chỉ sợ là đã sớm chết đói. Kỳ thật, nếu như không có tần hoài như làm khó dễ, lấy quan hệ huynh muội giữa ngốc trụ và hà vũ vũ, cho dù là ngốc trụ thì vô liêm sĩ thế nào? Hà vũ vũ ít nhất cũng có thể nếm được chút đồ ăn ngốc mang về, không nói bữa nào cũng có thịt ăn, ít nhất có thể giải quyết cơ sở ấm no. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, phàm là ngốc trụ từ căn tin mang đồ ăn trở về, cuối cùng cơ hồ đều là bị tần hoài như cho nửa đường chặn hồ. Đừng nói mưa gì, ngay cả ngốc trụ chính mình nhiều khi cũng nếm không được tư vị tần hoài như quanh năm suốt tháng mặc kệ giá lạnh nóng bức mỗi ngày tan ca đều phải ngồi sổng canh giữ bên cạnh hồ giặt quần áo anh cho rằng thật sự là nhà họ có nhiều quần áo như vậy phải giặt sao tất nhiên là không năm nay từng nhà có thể có hai ba bộ quần áo thay đã là không tệ rồi nhà ai có thể chịu nổi mỗi ngày tắm rửa thay quần áo tần hoài như sở dĩ mỗi ngày ngồi sổng bên cạnh hồ nước còn không phải vì có thể trước tiên đem hộp cơm ngốc trụ mang về cho tiệc hồ nếu không trời lạnh như vậy ai nguyện ý đứng ở bên ngoài chịu lạnh chứ chương 10 hà vũ thủy kiến thức hắc khoa kỹ bạn đang nghe tại truyện chấm audio em gái cậu vừa mới trở về tôi vừa nói với cô ấy về cậu đấy tần hoài như nói nói ta cái gì đây ngốc trụ hơi sửng sốt lúc này mới nhớ tới mình còn có một mùi mùi tuy rằng ngày thường đều ở cùng một đại viện nhưng cơ hội gặp mặt giữa ngốc trụ và hà vũ vũ vẫn luôn không nhiều lắm trên danh nghĩa là thân huynh muội nhưng trên thực tế chỗ ở cùng hàng xóm bình thường cũng không có gì khác biệt ngốc trụ đâu cũng không đem hà vũ để ở trong lòng hắn hiện tại một lòng một dạ đều ở trên người tần hoài như về phần mùi mùi gì gì đó ở trong mắt ngốc trụ nào so được với đại sự cả đời của mình quan trọng hơn còn có thể nói cái gì không phải là lúc trước đã nói, muốn giới thiệu đối tượng cho mưa sao. Bất quá ta xem ý tứ kia của nàng, hình như là không quá tình nguyện. Ta nếu có một ca ca săn sóc giống như ngươi, nằm mơ cũng phải cười tỉnh, cũng chính là nàng thân ở trong phút không biết phút, lãng phí một phen hảo ý của ngươi. Tần hoài như không hổ là vương giả đẳng cấp cao, mấy câu nói này, vừa nâng địa vị của ngốc trụ lên vô số lần, lại đem hà vũ vũ hình dung thành một bạch nhãn lan không biết cảm ơn hơn nữa còn làm cho ngốc trụ trong lòng đồng ý ý tứ của nàng. Nghe xong tần hoài như châm ngòi, ngốc trụ vỗ ngực, thề son sắc nói. Một tiểu cô nương thì biết cái gì, về phương diện hôn sự ngươi cứ yên tâm thu xếp. Về phần vũ thủy, tự nhiên do ca ca ta làm chủ, nếu nàng không nghe khuyên, ta sẽ đi tìm nàng nói chuyện. Sau khi Hà Đại Thanh chạy trốn, toàn bộ Hà Gia chỉ còn lại hai huynh muội ngốc trụ và Hà Vũ Vũ nương tựa lẫn nhau theo lý thuyết hôn sự của hà vũ vũ đúng là nên do tên ngốc làm ca ca thu xếp người ngoài nghe qua lời này của ngốc trụ cũng không có tật xấu gì chỉ là ngốc trụ thật sự có thể làm được hà vũ vũ chủ sao nếu như nói ngốc trụ quá khứ đối với hà vũ vũ chiếu cố rất nhiều vậy có lẽ còn có thương lượng nhưng là dựa theo ngốc trụ mấy năm nay cái gì cũng không quản sự hà vũ vũ sẽ yên tâm đem đại sự cả đời của mình giao cho người như vậy Đối thoại giữa Tần Hoài Như và Ngốc Trụ, Hà Vũ Vũ không nghe thấy, bất quá cho dù cô nghe được, cũng sẽ không để ở trong lòng, lại càng không coi ra gì. Hà Vũ Vũ vừa về đến nhà, trước tiên đem lực chú ý tập trung đến phương hướng phòng trong. Hôm nay một ngày, nàng mặc dù đang bận rộn làm việc, nhưng đêm qua phát sinh chuyện kỳ huyễn kia sự kiện nàng vẫn luôn không quên đâu. Hà Vũ Vũ cẩn thận đẩy cửa phòng trong ra, đứng ở cửa ông đầu nhìn vào trong. Quả nhiên vẫn là cùng đêm qua tình huống giống nhau như đúc. Chỉ thấy trong giường vốn là vách tường, giờ phút này xuất hiện lại là một gian phòng khách xa hoa sáng sủa. Ừm, đối với Hà Vũ Vũ mà nói, phòng của thẩm nghị quả thật có thể xưng là xa hoa. Không nói gì khác, chỉ là những vật thiên kỳ bách quái trong phòng thẩm nghị đã làm cho Hà Vũ hoa mắt nước lượng lờ. Thẩm nghị. Thẩm nghị. Hà Vũ Vũ hướng thẩm nghị phòng phương hướng nhỏ giọng kêu to vài tiếng, phát hiện không ai đáp lại liền biết thẩm nghị hẳn là không có ở nhà thừa dịp vừa vặn không có ai hà vũ vũ lặng lẽ đi vào phòng thẩm nghị hà vũ vũ xuyên qua hai cái thời không phân cách tuyến bước vào thẩm nghị bên này gian phòng căn phòng vốn còn tối tăm đột nhiên trở nên sáng lên đèn trần màu trắng trên đỉnh đầu chiếu căn phòng diện tích không tính là lớn như ban ngày hà vũ vũ bị biến cố bất thình lình này làm cho hoảng sợ nàng còn tưởng rằng là thẩm nghị đã trở lại thật ngại quá tôi chỉ hơi tò mò muốn qua đây xem một chút mà thôi đồ của anh tôi chưa đụng qua hà vũ vũ cúi đầu hai tay hợp trước người miệng không ngừng nói lời xin lỗi chưa được người khác cho phép tự ý vào phòng người khác điều này trong nhận thức của hà vũ vũ không khác gì kẻ trộm huống chi tình huống hiện tại giống như là bị người cho bắt tại trận hà vũ vũ ngoại trừ xin lỗi còn có thể làm sao bây giờ nhưng đến khi nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trong phòng ngoại trừ nàng vẫn không có nửa bóng người hà vũ vũ sững sờ tại chỗ bước chừng vài phút thẳng đến đỉnh đầu nguồn sáng lần nữa tắt căn phòng lại chìm vào bóng tối và im lặng hà vũ vũ lúc này mới xác định thẩm nghị cũng không có trở về chỉ là vừa rồi đèn trong phòng rốt cuộc là như thế nào sáng lên hà vũ vũ liền không rõ đầu mối hà vũ vũ hòa hoãng tinh thần bình phục tâm tình vừa rồi bị kinh hãi lại bắt đầu đi lại trong phòng chỉ bất quá nàng vừa bước ra một chân đèn hạng nhất lại lần nữa sáng lên lúc này hà vũ vũ ngược lại bình tĩnh không ít cũng không bị dọa trước tiên đối với hà vũ vũ mà nói loại đèn cảm ứng này cô nhất định là chưa từng thấy qua chẳng qua kiến thức ít không có nghĩa là đầu óc không tốt ngược lại đầu óc hà vũ vũ tuyệt đối là thông minh nhất đẳng phải biết rằng ở thập niên 60 có thể học đầy đủ chương trình học trung học phổ thông, cho dù là ở thành phố tứ cửu, vậy cũng coi như là một nhân tài. Học sinh trung học thập niên 60 hàm lượng vàng cũng cao hơn rất nhiều so với sinh viên đại học thế giới 21 của thẩm nghị. Cho nên, trải qua một màn vừa rồi, Hà Vũ Vũ rất nhanh liền phát hiện quy luật sáng đèn. Miễn là cô ấy đứng yên, đèn trên đỉnh đầu sẽ tự động tắt sau vài phút. Mà một khi trong phòng xuất hiện động tĩnh, đèn sẽ lại sáng lên thiết lập như vậy đối với hà vũ thủy mà nói quả thực giống như là khoa học kỹ thuật ngoại hành tinh cho dù là nhà giàu trên tivi cũng chưa từng có sản phẩm khoa học kỹ thuật đen như vậy đồng thời hứng thú của hà vũ vũ đối với thẩm nghị cũng càng lúc càng lớn đêm qua thẩm nghị giới thiệu cho cô không ít thứ nhưng khi đó trong đầu hà vũ vũ đều là tâm tư loạn thất bát tao nào có tinh lực nghe thẩm nghị giảng giải cuối cùng thẩm nghị nói nửa ngày thật sự bị hà vũ vũ nghe được trong lỗ tai cơ hồ cũng không nói mấy câu cho nên lúc này cô đứng ở trong phòng thẩm nghị thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ